Quý vị thân mến, dân gian có câu ra ngoài ngắm sắc trời, vào cửa ngắm dung nhan. Khuôn mặt con người là do trời sinh, nhưng dung mạo ra sao lại là kết quả của sự tu dưỡng qua thời gian. Bởi vậy mà nhìn trên khuôn mặt, người ta có thể đoán biết được đâu là người thiện ác, tốt xấu. Phải chăng đó chính là tướng do tâm sinh? Ngay sau đây, xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng câu chuyện hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Lưu Dung từng nói, khi bạn cảm thấy người khác khó ưa, hãy tự nhìn lại mình trong gương, xem bản thân mình có sáng sủa hơn không. Khi bạn trách móc thế giới này quá u ám, hãy tự thắp một ngọn đèn nhỏ trên khuôn mặt mình. Khí chất và trạng thái cuộc sống của một người đều có thể suy đoán khi nhìn vào sắc mặt, dung mạo của họ. Tướng do tâm sinh. Trong Sự Ký, Tế Nghĩa nói, người có hòa khí nhất định có nét mặt hòa nhã, vui vẻ. Có nét mặt hòa nhã nhất định là người có dung mạo tốt đẹp. Một người có cuộc sống tốt hay không, không cần hỏi nhiều, chỉ cần quan sát thật kỹ, sắc mặt cũng có thể biểu lộ. Một người vui vẻ không thể có khuôn mặt ảm đạm. Một người đang lúc tinh thần sa sút thì vẻ mặt đầy sự lo âu. Điều này rất khó che giấu. Tâm tình và cảm xúc của bạn tốt hay xấu, ít nhiều cũng sẽ để lộ trên khuôn mặt. Những người bình thường ít khi cười miễn cưỡng cũng trông không tự nhiên, gượng gạo. Những người hay cười, ngay cả khi gặp chuyện không tốt, trông họ vẫn rất hòa nhã. Thiện ác, tốt xấu đều thể hiện trên khuôn mặt. Theo kinh nhân quả báo ứng, người đoan chính, sắc mặt thanh khiết, dung mạo sáng sủa, đệ nhất. Một người nội tâm tốt hay xấu đều sẽ được thể hiện trên khuôn mặt. Người chính trực, bình thản đều khiến người khác thấy dễ chịu và có hảo cảm. Những người tâm địa nhỏ nhen, diện mạo thường cay nghiệt, ánh mắt dữ dằn, khiến người khác quay lưng với mình. Có người nói, trong tâm có Phật, khuôn mặt bất tri bất giác mà biến thành Phật tướng. Tương tự, nếu lòng dạ hiểm ác, đôi mắt sẽ bắt đầu đảo liên hồi, bất định, và diện mạo cũng dần trở nên dữ tợn. Xem tướng mặt không chỉ đơn thuần là thấy một người có dung mạo xinh đẹp hay xấu xí, mà là nhìn xem tính cách và nội tâm của họ. Một số người có ánh mắt hung dữ, thường thích gây hấn và chọc ghẹo người khác. Một số người có khuôn mặt khắc khổ, có thể do họ thường xuyên nóng nảy hay giận cá chém thớt. Vẻ đẹp và cái xấu, sự thiện lương và tính ác, nội tâm của con người đều được ghi khắc trên khuôn mặt qua năm tháng. Khuôn mặt chính là sự tu dưỡng của bạn. Người xưa nói, hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Những thăng trầm của cuộc sống mà người ta đã trải qua sẽ không tản đi như làn gió, mà đã hình thành nên diện mạo thứ hai của người ta. Người không vượt qua được sóng gió của cuộc sống, khuôn mặt sẽ trở nên khô cằn, hốc hác. Thậm chí sự bất bình với cuộc đời cũng sẽ in hằn tạo nét mặt giận dữ. Chỉ có điềm tĩnh trải qua gió mưa mà không bị lay chuyển, mài mòn, thì tướng mạo của họ mới ngày càng xinh đẹp hơn. Một nhà điêu khắc nọ đột nhiên thấy mình ngày càng xấu xí. Anh ta đi khắp nơi khám danh y nhưng vô ích. Tình cờ một lần, anh tới ngôi chùa nọ, một vị trưởng lão nói với anh, ta có thể trị bệnh này cho anh, nhưng có một điều kiện, anh phải giúp ta khắc vài bức tượng Quan Âm với thần thái khác nhau. Nhà điêu khắc vui vẻ chấp nhận. Sau đó anh ta không ngừng nghiên cứu
và mô phỏng các thần thái khác nhau của Phật Bà Quan Âm. Nửa năm sau, anh ta hoàn thành các bức tượng. Bất giác, anh nhận ra tướng mạo của mình đã trở nên đoan chính. Lúc này anh mới tỉnh ngộ, nguyên do bản thân trở nên khó coi là do anh đã tạc quá nhiều bức tượng hình hài xấu xí. Muốn ưa nhìn, trong tâm hãy ôm giữ thiện niệm, hành vi cũng cần đoan chính. Nếu bạn luôn hành xử hung hăng, dễ dàng nổi cáu, thì sao có thể có khuôn mặt hòa ái, đoan trang được? Gương mặt người ta tốt xấu, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cảnh giới tâm linh và sự tu dưỡng của người đó. Hãy nghiêm khắc với bản thân, có những việc có thể làm nhưng đừng làm, có những điều có thể nói nhưng đừng nói. Hãy hình thành nên một bộ quy tắc hành xử tại thế gian, bạn sẽ không sợ những thứ xấu ác. Mạnh Tử đã từng nói, cái thiện của ta nuôi dưỡng chính khí hạo nhiên của ta. Khí chất của một người được trau dồi, tu dưỡng qua thời gian sẽ khiến họ trở nên rạng rỡ. Đây là diện mạo tinh thần của một người, cũng giống như hòn ngọc thô kia, qua thời gian mài dũa sẽ trở nên ngày càng sáng, càng thuần khiết, càng trân quý. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.